Còn 8 giờ cộng thêm bao nhiêu phút thì còn tùy thuộc vào nguồn cảm hứng của anh Bảy. Các bạn có bao giờ tự hỏi rằng Optimus có gì hay để thu hút lượng fan trung bình và đông đảo đến như vậy? Bất chấp anh. Ôi. Ổn gì ba, lựa chọn gì kỳ vậy ba? Cái gì vậy trời? Chính từ những nước đi táo bạo, mạnh dạn, dám nghĩ dám làm mà Optimus đã chiếm được cảm tình của phần đông khán giả. Không thiếu những người ở lại với Musk dù cho đã không còn chơi Liên Minh Huyền Thoại từ rất lâu rồi. Tất cả là bởi vì họ đã chót dại mang lòng mình trao cho anh Bảy. Có không nó nghe. Vậy là trời, tối vô stream tụi nó chửi tôi như con chó vậy đó. Là gì mà lòng mình cho anh Bảy gì tùm lum tùm la vậy trời. Có không mấy ba, có mới nói nghe. Biết nó không flash, đừng găng nhé. Đợi nó hồi găng dễ hơn. Khó chịu. Lên kêu đốt trước làm cha. Ý cay cay cay. Chắc là cay đâu. Không cay đâu. Anh Bảy mập quá, anh Bảy cản đường. Thấy không? Yeah hả? Nè. Thôi về. Về. Ê, hồi nãy thằng con kia nó kêu là nó ăn cái gì được 21 đồng đúng không? 2 cộng 201. Bố mày hơn 10 lần. Xin. Áp lực. Thằng tay dài bị thằng tay ngắn đứng áp lực. Cầm thùng bia bự quá mà. Ồ, chết thêm được con gà đây nữa luôn kìa. Cay. Ê! Sao giết ông Bảy được? Chạy chưa? Hả? À, chạy chưa? Ừ. Ê! What the fuck? Sao cái e kỳ vậy? Ủa vậy là phá đá e hụt à? Đánh thêm cái nữa. Ồ đéo đánh cái nữa quy. Ê! Trời ơi sao chết vậy anh Bảy? Mày em đâu có găng được. Pha này thì được nè. Ăn khùng. Có đất nhà mày mua hả? Khoái. Kinh chách khoái. Hân lắm mấy chị combo đó đó nha. Hân dữ lắm mấy chị đó trời. Muốn giỡn quá trời. Muốn đùa. Ôi bên kia nó thấy con ra gá xuống nó cắm đầu nó chạy kìa. Cái gì ba con chó không? Ác. Ông Bảy ông ít có ác lắm. Nam Mô A Di Đà Phật, Bồ Tát phù hộ con. Chịu.
bắn mất nè, đừng bắn đi Loli, bắn mất nè. Đúng rồi, bắn mất đi. Ừ, trời ơi, Bồ Tát phù hộ con qua này chăng. Sao không được. Trời ơi, sao sống. Thằng người đây nó bắn nguyên cái thiên thạch ngang, nó xước qua cái đầu. Ổn gì ba. Cái sao ổn vậy. Đấy. Chuyện nát kêu. Mày không chết. Mày không chết được. Trời ơi, vô nè ơi. Tôi nhớ cái anti của con vô nè đâu có khó chúng tới vậy đâu ta. Elet. Ê. Cam cần anh. Bắn bố mày hơi đau rồi đấy. Rồi chó này. Cái chợ hả mày? Hả mày? Mày đang đứng ở cái chợ hả? Cái xá làm gì mày cái kia? Trời ơi, quỷ này nó chết nó còn báo nữa. Anh gật tốt thế nhưng mình mập hơn. Ôi, tôi tử kìa nè. Đau. Né, né quá rồi né. Nêu đốt sao nè. Chết, còn kia có hàng. Anh chấp tê le. À, nó còn kia tê le hả? Tê le, tê le. Rồi, rồi, xì lô thêm cái nữa. À, bà lô. Vô, theo. Rồi. Sống. 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 Rồi, con ký. Sao chạy? Xì lô hụt. Đạch. Ôi, cái sao mới làm gì tao kìa? Mới làm gì kìa? Nó mới làm gì tao đâu bay? Nó mới làm gì tao đâu bay? Rồi con kia làm gì tao kìa? Con kia. Trời ơi, sao cái nhà của mình mà ông bậy đứng trước mặt nhà mình làm sao? Con dài. Ai chống làm gì tôi kìa? Ai chống làm gì tôi nữa kìa? Game lạ quá. Hướng nhà mình hướng này mà ông bậy đi trước mặt mình. Bẹp. 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 Ác chưa.